Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tin gốc khúc đau đớn của cặp song sinh nổi tiếng Việt Đức giờ ra sao. Phần 1 tiết lộ chấn động và đau đớn về tình mẫu tử của người em trong ca song sinh nổi tiếng Việt Nam. 28 năm sau ca mổ lịch sử của ngành y, có những sự thật cuộc đời của cặp đôi dính liền này không phải ai cũng biết. 28 năm trước, ngành y Việt Nam đã ghi danh vào nền y học thế giới với một quyết định dũng cảm, phẫu thuật tách rời một cặp sinh đôi dính liền nhau suốt 8 năm do hậu quả của chất độc da cam người Mỹ rải xuống trong chiến tranh Việt Nam. Cặp song sinh dính liền phần bụng, chung bộ phận sinh dục và hậu môn, có hai chân và một chân cụt. Chúng được sinh ra từ một vùng quê hẻo lánh thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, một vùng chịu ảnh hưởng nhiều của chất độc hóa học Mỹ rải xuống trong suốt cuộc chiến. Cũng tại nơi vùng quê nghèo ấy, khi hai đứa trẻ sinh ra, những người thân quan niệm đó là yêu quái và họ muốn mang hai đứa trẻ ra suối đốt. Đó cũng là khởi nguồn của câu chuyện buồn suốt 35 năm. Khi Đức, người em trong cặp song sinh dính liền ấy, được người cha ruột kể lại rằng người muốn đốt anh em Đức chính là người mẹ. Tuy nhiên chuyện đốt đã không xảy ra khi hai đứa trẻ được giữ lại tại bệnh viện Sa Thầy một ngày, sau đó được làm thủ tục chuyển ra bệnh viện Việt Đức, Hà Nội để chăm sóc, nuôi dưỡng và chữa trị. Một năm sau, hai đứa trẻ được chuyển vào làng Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, sống quãng đời thơ ấu đầy kỷ niệm trong sự chăm sóc của những người đặc biệt như má Mười, má Phượng, bà nội Chung. Nhớ lại kỷ niệm ngày cùng chung với anh mình một cơ thể, Nguyễn Đức nói: "Chúng tôi từng mơ sẽ có ngày hai đứa được tách rời, cơ thể tung tăng bay nhảy thay vì nằm một chỗ. Sợ nhất là khi một trong hai đau ốm, người này trở thành gánh nặng kinh khủng cho người kia. Khi hai đứa trẻ lên 8, việc sau một cơn sốt do chứng viêm màng não, sống đời sống thực vật, hai đứa trẻ không còn được vui đùa cười nói với nhau như cũ. Đức phải sống cuộc sống của mình và cả của người anh mình về mặt sinh học. Và rồi ngành y đã dũng cảm đi đến quyết định tách rời hai đứa trẻ. Ca mổ kéo dài gần 20 giờ với các giáo sư, bác sĩ hàng đầu Việt Nam như bác sĩ Trần Đông A, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, bác sĩ Tạ Thị Chung đã tách hai đứa trẻ thành công. Sau ca mổ, việc sống đời thực vật suốt 10 năm, Đức từng bước hồi phục, được đến trường như bao đứa trẻ khác. Một câu chuyện đẹp của ngành y đã được lưu lại. Nụ cười của đứa trẻ được tách rời trở thành một biểu tượng của thành tựu y học Việt. Đứa trẻ được sống trong sự chăm sóc đặc biệt của những con người đặc biệt tại bệnh viện Từ Dũ. Nhìn vào chúng ai cũng nghĩ đó là những đứa trẻ hạnh phúc. Tuy nhiên một điều không nhiều người biết, thực tế cha mẹ đẻ của cặp đôi này ở đâu trong những giai đoạn ngặt nghèo của hai đứa trẻ. Tại sao họ lại vắng bóng một thời gian rất dài trong cuộc đời của chúng? 28 năm sau ca mổ, gặp lại Đức, chúng tôi được biết trước khi quyết định đưa Đức và Việt lên bàn mổ, bệnh viện bắt buộc phải đi tìm cha mẹ ruột của cặp song sinh này. Họ về vùng quê ấy, nhưng chỉ còn người mẹ. Người cha sau khi anh em Việt Đức sinh được 2 tháng, đã bỏ người mẹ, tìm đến với một người phụ nữ khác và chuyển đến Lâm Đồng định cư. Tuy nhiên ca mổ ấy, ông cũng có mặt, nhưng chỉ một thời gian ngắn. Tầm vài giờ, ông lại về với cuộc sống của ông, biệt biệt, để rồi gần 20 năm sau, đứa con tật nguyền lại đi tìm cha. Còn người mẹ ở với Đức một thời gian ngắn trong bệnh viện Từ Dũ, cùng người chị gái của Đức. Có thêm một số chuyện không vui xảy ra trong thời gian này, để rồi từ đó đến nay, hai mẹ con không thể xích lại gần nhau được. Và điều gì đã xảy ra khi hôm nay Đức nói rằng, tôi có cha mẹ mà như mồ côi. Phần 2, nỗi đau tột cùng của bà mẹ bị tố, định đốt chết con của cặp song sinh nổi tiếng nhất Việt Nam. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm gặp được người mẹ, có cũng như không, của Nguyễn Đức, tại một căn phòng trọ chật chội ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, hẹn với chúng tôi trong thời gian hơi eo hẹp. Cô con gái sau đó phải đi làm ở quán ăn, còn bà mẹ phải đi nhặt phế liệu kiếm sống. Bà Huê, mẹ đẻ của Đức đã bố trí một bàn thờ nhỏ để thờ Việt, người anh song sinh với Đức, ở một góc phòng trọ. Suốt bao năm qua, hai đứa con sinh đôi, giờ tôi có mọi đứa chết là con, còn đứa sống nó không coi tôi là mẹ, bà Huê nói trong đau đớn. Ngay chính bà cũng không hiểu tại sao giữa bà và Đức có một khoảng cách xa đến thế. Xa đến nỗi bà muốn gặp cháu nội, con của Đức cũng chỉ được gặp ở quán cà phê. Bà cũng chưa một lần được đặt chân đến nhà của Đức, và bà cũng không hiểu tại sao lại như thế. Bà chỉ biết rằng Đức không muốn thế, nhưng có những điều trong cuộc sống đôi khi trớ trêu hơn ta tưởng. Bà và Đức là hai mẹ con, nhưng mỗi lần gặp nhau tình cờ, cứ như người không quen, cả bà và Đức đều xác nhận như thế. Thậm chí có lần họ nói một câu làm tổn thương nhau, bà đã dùng dao rượt Đức và đã được các bác sĩ và nhân viên bệnh viện Từ Dũ can ngăn. Còn Đức cũng không kìm được tức giận, nói những lời lẽ nặng nề với mẹ đẻ. Nhưng có một điều bà không thể biết là tại sao Đức lại hận mẹ đến vậy. Cách đây đã hơn 10 năm,
Đức có gặp lại cha đẻ. Ông nói rằng khi sinh Đức ra, người muốn đốt anh em Đức chính là mẹ. Và đến hôm nay, người mẹ mới biết thông tin này và những câu chuyện bất ngờ đã được bà mẹ tiết lộ. Phần 3, cặp song sinh Việt Đức sau 35 năm, cuộc sống thật phía sau những tấm ảnh trên báo chí. Năm 2003, sau khi được làng Hòa Bình cho học nghề, Đức chính thức trở thành công chức làm việc tại làng Hòa Bình. Thời gian ngắn sau, anh lập gia đình và chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Biết Đức tổ chức đám cưới, nhiều nhà hảo tâm đã đến mừng hôn lễ. Số tiền mừng ấy cộng với sự giúp đỡ của những người đã cưa mang anh, vợ chồng Đức mua được một căn nhà nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài công việc văn phòng tại làng Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ, hàng đêm Đức vẫn phải đi kiếm việc làm thêm. Vốn biết tiếng Nhật, anh thường xuyên tham gia những buổi nói chuyện về Việt Nam cho các đoàn khách Nhật theo diện làm việc bán thời gian. Nếu không đi làm thêm, tôi không thể lo cho vợ và các con được. Đồng lương công chức rất khó tính toán, bài toán cuộc sống. Mặc dù tôi biết tôi được như hôm nay cũng là may mắn lắm rồi. Ít nhất là may mắn hơn nhiều các nạn nhân chất độc da cam như tôi. Anh đã từng đi làm cha đẻ và được biết cha anh hiện cũng là một chủ trang trại trồng cà phê có tiếng ở Lâm Đồng. Nhưng cuộc gặp ấy chỉ dừng lại ở những thăm hỏi. Ông đã có cuộc sống khác và chẳng thể giúp gì được cho Đức. Kể từ ngày đó đến nay, họ không gặp lại nhau. Cuộc sống của Đức ra sao? Vợ con Đức thế nào? Người cha ấy không biết. Chúng tôi có liên lạc với cha Đức qua số điện thoại anh cung cấp, nhưng ông bị vấn đề về thính giác không nghe được. Buồn và tủi thân, Đức tu mình vào trong cuộc sống của anh và tự mình thấy cô độc. Cộng với sự vất vả lo toan mỗi ngày, sự cô độc lại được tăng lên. Có thể chúng ta xem những bộ ảnh hạnh phúc vui vẻ của Đức sau 28 năm, ca mổ thành công. Chúng tôi không phủ nhận Đức có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, có nhiều góc khuất khác trong cuộc sống của Đức mà không đơn giản như những gì bạn đã nhìn thấy trên báo chí. Và đây cũng là một phần lý do để lý giải cho nỗi đau suốt 35 năm của nhân vật này. Phần 4, góc khuất đau đớn của cặp song sinh nổi tiếng nhất Việt Nam, chân dung ân nhân tuyệt vời của Đức. Cha mẹ đẻ với Đức là những câu chuyện buồn đến nay vẫn chưa có hồi kết. Tắc tử với công việc mưu sinh, nhiều lúc Đức nhận thấy rất rõ nỗi cô độc của mình. Anh gần như không có bạn, không biết nguồn cội mình là đâu, tức là thiếu luôn một nơi chốn để tìm về. Anh mơ về một gia đình có ông bà nội vui vẻ cùng vợ con anh, nhưng hình như đó cũng chỉ là một giấc mơ mà tính đến thời điểm này không thể thành hiện thực. Điều giữ cho anh nhiều kỷ niệm đẹp và sở hữu những câu chuyện đặc biệt với người đàn ông đặc biệt và có số phận đặc biệt này, một câu chuyện tình đẹp. Nhắc đến chuyện tình cảm với Đức, Thanh Tuyền thường khóc. Họ biết nhau từ một người bạn của Đức. Nhìn thấy cảnh ảnh chăm sóc bạn, lúc đó tôi thấy cảm động. Lúc đó tôi không hề biết anh là người anh em song sinh, cặp đôi Việt Đức, chị Tuyền nhớ lại. Quen nhau, Đức vẫn thế, chu đáo và kiên nhẫn. Dù những ngày dài ở Sài Gòn mưa, Đức vẫn đội mưa đến thăm Tuyền. Đoạn đường nhà chị Tuyền thường ngập và mỗi lần Đức chạy xe qua thì buji xe thường hỏng. Thế mà chẳng lúc nào Đức sai hẹn và lần nào chị Tuyền cũng phải dắt xe cho Đức đến chỗ sửa xe. Sợ con gái khổ, mẹ ngăn cản nhưng Tuyền khóc với mẹ. Con đã trót thương nên sướng khổ con chịu. Dù anh ấy tàn tật, nhưng ý chí của anh ấy còn lớn hơn một người bình thường nhiều. Hơn 10 năm ngọt bùi, chị Tuyền cho rằng Đức là một ông chồng kém lãng mạn. Tội nghiệp ảnh, đi làm lo cho vợ con không còn thời gian ngủ, thì còn đâu lãng mạn được, để mình đòi hỏi. Tôi nợ anh ấy nhiều lắm. Con niềm hy vọng, Đức thuộc diện hiếm muộn, nên phải dùng sự can thiệp của y học mới có thể sinh con. Dù bệnh viện với các kết quả cho thấy thai nhi phát triển bình thường, nhưng tôi là nạn nhân chất độc da cam. Tôi rất sợ bi kịch lặp lại. Khi các con ra đời lại một cặp song sinh, chúng bình thường khỏe khoắn. Tôi đã khóc và nỗi lo vẫn cứ xảy đến với từng ngày con trưởng thành và đến giờ nỗi lo sợ đó gần như đã bị xóa. Dù bận bịu, Đức vẫn dành cho các con những ngày cuối tuần trọn vẹn. Đưa con đi công viên chơi, nhưng chỉ dám vào những nơi chơi miễn phí. Bà nội người, bà tâm lý, bác sĩ, anh hùng lao động, thầy thuốc nhân dân Tạ Thị Chung, nguyên phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ vừa là người bà, vừa là như người bạn của Đức. Bà luôn hiểu tâm lý của anh em Đức, luôn là người giải quyết những mâu thuẫn giữa Đức và mẹ, luôn lắng nghe và thấu hiểu. Ngày Đức trưởng thành và bắt đầu yêu thương, đám nào cũng dắt về cho bà nội xem mặt. Bà nội tôn trọng tình yêu của cháu, nhưng đám nào muốn tiến tới hôn nhân, bà tìm hiểu rất kỹ. Cũng phải 4 năm đám bà mới duyệt được người phụ nữ bên cạnh đời Đức lúc này. Hiện bà nội đã nghỉ hưu, nhưng vẫn đảm nhận công tác tại làng Hòa Bình. Làm việc cùng cháu, bà vẫn gần gũi, nhân từ như mấy chục năm qua. Mẹ Mười, người thân nhất cuộc đời. Năm 1983, mẹ Mười bước vào cuộc sống của anh em Việt Đức, trở thành người mẹ đỡ đầu, người mẹ chăm sóc Việt đến cuối đời của Việt và lo lắng cho Đức đến cuối đời của mẹ Mười. Ca mổ thành công, Đức tỉnh lại, người đầu tiên Đức nhìn thấy cũng là mẹ Mười. Bước đi đầu tiên của Đức cũng được dẫn dắt bởi mẹ Mười. Khi Đức tự lập, mẹ Mười cũng đã san sẻ để cho Đức bớt vất vả thời gian đầu tự lập. Ngày cưới Đức, có một người phụ nữ khóc hạnh phúc, đó cũng chính là mẹ Mười. Mẹ Mười khuyên nhủ vợ Đức cách chăm sóc chồng con.
Mẹ vừa coi các con Đức như cháu nội của mình và yêu thương chúng hết mực. Số phận nghiệt ngã đã cướp đi của Đức, người mẹ đặc biệt này. Mẹ Mười mắc bệnh ung thư và qua đời cách đây mấy năm. Anh Việt, anh vẫn còn đây trong nhà tôi. Có 8 năm sống chung một cơ thể, Việt ở lại trong ký ức của Đức là một người anh sôi nổi, đáng mặt đàn anh. Việt và Đức cùng sở thích mê bóng đá, nhưng lại khác nhau về sở thích ăn uống. Chung một bụng, nhưng lại khác nhau cái miệng. Hôm người này ăn món này no thì người kia chỉ còn cách chịu sự tra tấn của bụng. 7 tuổi, Việt gần như sống thực vật. Đức nặng nề lê cơ thể chung và gần như rơi vào cô độc khi không còn ai nói cười vui vẻ. Cuộc phẫu thuật thành công, người đầu tiên Đức chạy đến gặp trong bước đi tập tễnh sau hồi phục chính là Việt. Tôi ôm mặt khóc, anh tôi nằm đó chẳng nói chẳng cười, nhưng tôi hiểu trong ánh mắt ấy là muốn nói với tôi nhiều điều, và anh cứ im lặng thế suốt 10 năm tiếp theo. 10 năm ấy Đức mỗi ngày ở bên anh, kể cho anh nghe những câu chuyện ở trường ở lớp. Đức cảm nhận rất rõ niềm vui trong mắt anh mình. Rồi đến một ngày tuổi 18 của Việt, Việt sốt nặng, Đức đến bên cạnh, một dòng nước mắt chảy dài trên má Việt. Việt bỏ Đức đi, cặp song sinh dính liền đã tách rời mãi mãi. Tôi mang trong mình một phần cơ thể của anh tôi phải có trách nhiệm với điều thiêng liêng đó. Anh tôi vẫn sống đây, trong cơ thể tôi, trong ngôi nhà của tôi. Cảm ơn anh đã tặng tôi cuộc sống. Đoạn kết ngàn ngàn của tình mẫu tử cặp song sinh Việt Đức. Sau khi xem tập 2 của phóng sự, hình ảnh người mẹ đi trong mưa lượm ve chai, hai vợ chồng Đức bật khóc. Họ không phải không biết điều này. Cách đây 2 năm, Đức từng đến tìm mẹ, nhưng đó là chuyện công việc, rồi ai về với cuộc sống người đó. Đức về với gia đình, còn người mẹ về với công việc mưu sinh mỗi ngày trên các bãi rác ở Sài Gòn. Nhìn mẹ tôi với hình ảnh trên màn hình, tôi không cầm lòng được, và tôi biết rằng tôi cần phải làm gì. Tôi đã quá cố chấp, Đức nói. Và rồi anh quyết định cùng vợ và hai con đến thăm mẹ. 2 năm đã qua, Đức cũng không còn nhớ phòng trọ của mẹ. Số điện thoại của chị cũng khó liên lạc, vì họ còn ôm một mối hận nên không nói chuyện. Mà thực tế mẹ anh cũng không còn ở trong căn phòng trọ năm xưa nữa, mà đã chuyển đến địa điểm mới. Đức gọi cho chúng tôi và nhờ dẫn đường. Chúng tôi có gọi cho Thái và bà Huê, nói rằng Đức muốn có một cuộc gặp. Lúc đầu họ tỏ ra giận dỗi, bảo rằng gặp nhau để làm gì nữa. Nhưng rồi cuộc gặp vẫn diễn ra. Buổi chiều vợ Đức thay áo mới cho hai con, rồi ăn mặc gọn gàng hơn, nói với con rằng ba mẹ đưa con đến thăm bà nội và cô hai. Đây cũng là lần đầu tiên vợ Đức đến thăm mẹ chồng kể từ ngày cưới. Hai đứa trẻ nghe đến bà nội thì rất háo hức. Tuy nhiên khi đến nơi, chúng tỏ ra lạ lẫm, cũng phải thôi, đã mấy năm rồi chúng không được gặp bà nội, kể từ ngày chúng chưa biết nói. Bà Huê đón con trai, con dâu và hai cháu với vẻ còn giận dỗi lúc đầu. Bước vào nhà, Đức lặng thinh trước bàn thờ anh mình ở một góc phòng trọ. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.